quý vị đang trở lại với chương trình Anh Tuấn Show, và trong phần 2 của chương trình những diễn biến về đại dịch coronavirus ngay tại Hoa Kỳ này, thì Tuấn sẽ đưa đến với quý vị khán thính giả một trong những cái bài bình luận của bên phía tờ New York Times. Tờ New York Times vào trong tuần vừa qua họ đã đưa ra một cái bài xã luận cho biết và cũng như là phân tích về ý kiến của Tổng thống Donald Trump về chuyện mở cửa lại Hoa Kỳ trong thời đại dịch coronavirus. Và quý vị thấy ở ngay cái cột này đó, nó sẽ cho chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta giữ cái khoảng cách 6 feet giữa người với người trong vòng bao nhiêu ngày thì cái con virus này cũng giống như cái tình trạng lan tràn đại dịch này nó sẽ như thế nào, quý vị nhé. Thì ví dụ đây là ngày đầu tiên thì cái ô đỏ, như quý vị thấy cái làn sóng này đó thưa quý vị, đây quý vị có thể thấy đây cái làn sóng này đó là gọi là cái đỉnh điểm của cái đại dịch coronavirus, mà họ nói rằng cái mô hình này đó thử áp dụng với lời của các giới chức liên bang. Họ nói rằng có thể có tới 157 triệu người Hoa Kỳ bị nhiễm trên khắp Hoa Kỳ từ bắt đầu từ ngày hôm nay cho tới tháng 10 năm 2020. Là dĩ nhiên rằng cái con số mà 157 triệu người này chỉ là một con số ước tính mà thôi thưa quý vị. Thì với 156 triệu người như thế này đó mà họ giữ khoảng cách social distance 6 feet trong vòng 1 ngày và bắt đầu 3 ngày, 4 ngày, 1 tuần, thưa quý vị, 8 ngày, 9 ngày, thì quý vị thấy càng ngày. Nếu như giữ khoảng cách 6 feet người với người đó trong vòng 1 tháng thì cái sự lây lan của cái đại dịch coronavirus này nó giảm đi tới hơn 2/3 thưa quý vị. Và nhiều nhà phân tích cũng cho biết rằng cái sự lây lan của đại dịch này là do cái sự cẩn trọng và cái sự coi thường cái con virus này của đa phần người Mỹ. Họ nghĩ rằng cái con virus này chỉ là một cái loại cúm thông thường mà thôi, người ta cũng chỉ là ho, cũng phải viêm phổi rồi sẽ lành. Bởi vì ở nước Mỹ thì quý vị biết rằng hàng năm có tới hàng chục ngàn người qua đời vì những cái căn bệnh cúm, thì người Mỹ người ta cũng nghĩ là như vậy, nên họ không nghĩ rằng họ phải nên giữ khoảng cách 6 feet quý vị. Nhưng chỉ cái biểu đồ này cho chúng ta thấy nếu như mà người Mỹ giữ khoảng cách 6 feet trong vòng 2 tháng 60 ngày thưa quý vị, thì cái con số lây nhiễm có thể giảm tới hơn 90%. Và nếu giữ khoảng cách trong vòng 90 ngày thì con số này chỉ còn dưới 2% mà thôi. Trong cùng lúc đó, một bản tin của bên phía tờ CNBC, trang chuyên mục về tài chính, thưa quý vị khán thính giả, quý vị còn nhớ rằng cơn đại khủng hoảng vào những năm trước kia, tỷ lệ thất nghiệp ở ngay tại Hoa Kỳ này ở mức cao nhất là 25%. Ngày hôm nay, chủ tịch của ngân hàng dự trữ ngay tại St. Louis, ông James Bullard, đã cảnh báo rằng tỷ lệ thất nghiệp ở ngay tại Hoa Kỳ này trong cơn đại dịch coronavirus này có thể lên đạt tới mức 30%, tức là còn hơn cả lúc mà đại khủng hoảng kinh tế nữa thưa quý vị. Và lúc đó mọi người mất việc làm là điều chắc chắn. Họ còn không có đủ tiền để trả tiền nhà, tiền cửa. Cái gói cứu trợ liên bang mà chính phủ sẽ gửi cho người dân đấy, nó có thể khuyến khích cho các công ty cũng giống như người dân thoát qua cơn cái đại khủng hoảng này. Như vậy thì gói cứu trợ này đặc điểm của nó sẽ như thế nào? Thưa quý vị, dựa theo những cái chi tiết từ các nguồn báo chí cho chúng tôi biết được và tổng hợp đến cho quý vị khán thính giả, lâu giờ chúng ta cứ nghe là mỗi người sẽ nhận được 1.200 đô la, rồi ai cũng nhận được, nhưng liệu có phải là ai cũng nhận được hay không? Câu trả lời sẽ được giải đáp với quý vị trong chương trình Anh Tuấn Show
diễn biến của đại dịch coronavirus ngay tại Hoa Kỳ. Ai đủ điều kiện để trợ cấp từ ảnh hưởng của coronavirus, thưa quý vị? Dự luật hiện đang nằm ở ngay tại Quốc hội, sẵn sàng ra luật, đã ghi rõ rằng tất cả mọi người đủ điều kiện, ngoại trừ những người không phải là những người thường trú nhân hợp pháp, có nghĩa là quốc tịch được, thẻ xanh được luôn, nhưng những người nào không có giấy tờ thì không có quyền được hưởng cái gói trợ cấp này, thưa quý vị. Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện, ông nói, tất cả từ trẻ em cho tới người lớn tuổi, người cao niên, cựu chiến binh, người thất nghiệp, người Mỹ có thu nhập thấp cũng sẽ là người đủ điều kiện, nhớ nha. Người Mỹ có thu nhập thấp, thưa quý vị. Như vậy, chính phủ người ta gửi cái gói cứu trợ, gửi cái check, gửi tiền cho chính quý vị dựa vào cơ sở nào? Những người khai thuế cá nhân đủ điều kiện để nhận trợ cấp lên tới $1,200 cho mỗi người nếu như thu nhập cá nhân dưới $75,000 cho một năm. Và số tiền trợ cấp sẽ giảm dần 5% trên $1 cho mỗi $100. Có nghĩa là $1,200 sẽ chỉ còn $1,150 cho mỗi $1,000 thu nhập trên 75.000. Có nghĩa là ví dụ như quý vị mà thu nhập 76.000 đó, thì quý vị mất 50 đồng. Quý vị thu nhập 77.000, quý vị mất 100 đồng. Trên 1.200 đồng, quý vị hiểu ý tôi nói không? Đó, quý vị thu nhập $7,800, quý vị mất 150, và 79.000 đô la thì mất 200 đồng. Và giảm dần xuống những người có thu nhập từ 100.000 trở lên là hoàn toàn không được nhận gói trợ cấp này. Nếu như tất cả quý vị khai thuế chung, ví dụ như trong gia đình có nhiều người, người ta khai thuế chung, ví dụ như vợ chồng khai thuế chung, cũng được nhận cái số tiền trợ cấp này, và số tiền trợ cấp này cho một hộ gia đình, cặp vợ chồng quý vị nhé, tức là hai người, có thể nhận lên tới $2,400 và cũng áp dụng với cái công thức mà Tuấn đã tính cho quý vị. Tức là dưới 75.000 thì được hoàn toàn $1,200. 76.000 thì trừ 50 đồng. 77.000 thì trừ thêm 50 đồng nữa là 100 đồng. Cứ thế mà tính. Cho dù quý vị là khai thuế hai vợ chồng chung thì cũng tính với cái công thức là như vậy. Rồi. Người khai thuế là chủ hộ gia đình có đủ điều kiện nhận trợ cấp lên $1,200, và mỗi đứa con sẽ được nhận thêm $500 nữa. Và con số này sẽ giảm đối với những ai có thu nhập từ $112,000 trở lên là coi như không nhận được cái gói cứu trợ này. Và mức độ giảm phụ thuộc vào số con cái họ có nữa, quý vị nhé. Như vậy, chính phủ sẽ dựa trên hồ sơ thuế của năm nào? Câu trả lời là dựa trên hồ sơ thuế của năm 2019, tức là quý vị đi khai thuế. Nếu như không có 2019, quý vị đừng có lo, bởi vì quý vị có thể sử dụng cái hồ sơ khai thuế năm 2018 nhé. Rồi, ngoài trợ cấp mỗi cá nhân còn trợ cấp nào khác hay không? Xin thưa rằng, ngoài trợ cấp cho mỗi người, cho quý vị không có bị mất việc cho hiện tại bây giờ, thì quý vị còn nhận được cái số tiền thất nghiệp tối đa là $600 trong một tuần, trong vòng 4 tháng, miễn là quý vị không có việc làm bởi vì ảnh hưởng của coronavirus. Và khi nào sẽ nhận được tiền? Nhận được tiền sẽ bằng cách nào? Theo cái dự luật này, họ nói rằng họ sẽ gửi tiền ra càng sớm càng tốt và không trễ hơn cuối năm nay, tức là ngày 31 tại tháng 2. Và họ sẽ nhận tiền bằng cách là sẽ deposit thẳng vào trong nhà băng, hoặc quý vị sẽ nhận một cái tờ check, thưa quý vị. Và đó là những gì tôi muốn gửi đến cho quý vị. Nếu như quý vị có thắc mắc thì quý vị cứ đặt câu hỏi quý vị nhé. Trong cùng lúc mà cả nước Mỹ đang suy ngẫm về cái câu chuyện
đại dịch coronavirus thì ở ngay tại trường đại học Georgia Tech thưa quý vị. Ở cái tỉnh New York thì quý vị biết rằng họ thiếu mặt nạ rất nhiều, họ phải đi quyên góp từ người dân. Một nhóm những các bạn sinh viên không những ở ngay tại trường đại học Georgia Tech mà trên toàn thế giới họ đã bắt đầu nắm tay nhau lại để nghiên cứu sử dụng máy cắt, máy in 3D để sản xuất ra một cái gọi là mặt nạ trắng, người ta gọi là face shield. Tức là thay vì cái mặt nạ bằng khẩu trang thông thường đó thì người ta sẽ sử dụng cái mặt nạ như thế này quý vị nè. Đó, cái này có thể thay và cái nguồn cung cấp nguyên vật liệu hoàn toàn có sẵn và thậm chí an toàn và thậm chí người ta nói là còn vệ sinh và sạch sẽ hơn so với lại cái mặt nạ khẩu trang thường. Họ nói ví dụ như cái khẩu trang thường đó thì ví dụ như khi mà các y tá làm việc lâu họ sẽ bị ảnh hưởng bởi chất ở mũi nè hoặc là các chất nhầy từ miệng. Khi mà ta mang khẩu trang thì quý vị biết rồi. Ngược lại, khi mà người ta sử dụng cái face shield như thế này đó là thứ nhất, các bạn sinh viên có thể sản xuất ra mà không cần phải có đủ các máy móc cần thiết, bởi vì họ quý vị thấy này, các bạn đó chỉ cần làm một cái frame như thế này nhé, rồi thêm một cái tấm plastic như thế này là xong rồi quý vị. Và các bạn hy vọng rằng sẽ nhận được sự ủng hộ cũng giống như ý kiến và sự giúp đỡ không những từ người dân mà từ các bạn sinh viên khác. Quý vị đang theo dõi chương trình Anh Tuấn Show cập nhật diễn biến coronavirus ở ngay tại Hoa Kỳ và cầu nguyện cho nước Mỹ quý vị nhé. Chương trình này được bảo trợ bởi công ty Nail Supply American Chair Polish. Quý vị muốn order tất cả về Nail Supply, nước rửa tay, hand sanitizer, xin mời quý vị gọi về số phone 714-482-4889 hoặc order online qua website nailsdeal.com. Nước rửa tay, mặt nạ, khẩu trang cũng giống như những trang thiết bị cần thiết trong mùa dịch này, xin mời quý vị gọi về American Gel Polish. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.